Nhiều bộ phim hoặc video ca nhạc đã khiến bạn có suy nghĩ samurai là những chiến binh thuộc nhóm quý tộc, bảo vệ con người và chống lại những điều xấu xa. Trong thực tế, samurai luôn đứng ở vị trí độc tôn, nhưng họ cũng có lúc lạm dụng quyền lực của mình, chẳng khác nào những loài ký sinh trùng hút máu. Bạn vẫn không tin nơi chúng tôi sẽ cho bạn xem những sự thật dưới đây. Samurai thử kiếm bằng cách cắt đôi người. Trong tiếng Nhật, temashigiri hiểu đúng theo nghĩa đen là cắt thử nghiệm. Tóm lại, temashigiri là thử nghiệm độ sắc bén và chất lượng của một thanh kiếm mới bằng cách chém vào các cành trúc hoặc các hình nhân bằng rơm. Đôi khi khách hàng mua các thanh kiếm là lớp giàu có hay địa vị cao trong xã hội. Thanh kiếm sẽ được thử nghiệm trên một cơ thể người, đó thường là các tử thi hoặc tử tù chờ hành quyết. Samurai giết người ngẫu nhiên để thỏa mãn niềm vui. Trong thời kỳ Sengoku đầy biến động của lịch sử Nhật Bản, có một thủ tục không chính thức giữa các samurai được gọi là tetsugiri. Những người thực hiện hành vi này thường là những người vừa mới mua kiếm hoặc học được một chiêu thức mới, nên họ sẽ đến các con đường vào ban đêm. Họ sẽ thử nghiệm kiếm hoặc các kỹ thuật mới trên người đầu tiên họ nhìn thấy. Hành vi bừa bãi này là bất hợp pháp và nhiều samurai đã bị bắt hoặc bỏ chạy vì giết người như thường. Hình phạt có khi sẽ là tước bỏ danh hiệu samurai và yêu cầu bồi thường giết người mà nghĩ rằng đã xúc phạm họ. Kirisuke Gomen là một quyền cơ bản dành cho samurai, cho phép họ giết chết ngay lập tức bất cứ ai thuộc tầng lớp thấp hơn nếu họ cảm thấy bị xúc phạm. Điều kiện là thứ nhất, họ phải làm như vậy ngay sau khi nhận thức được về sự xúc phạm xảy ra, và thứ hai là phải có một nhân chứng. Phụ nữ phải trả tiền để cưới samurai. Hôn nhân trong độ tuổi của samurai là một điều không bình thường, bởi vì nó phụ thuộc vào tầng lớp của người phụ nữ mà samurai kết hôn. Phụ nữ muốn kết hôn với samurai phải trả chi phí cho các đặc quyền để trở thành người đầy tớ. Đó là điều chắc chắn, và chúng tôi chẳng cường điệu hóa lên chút nào đâu. Bạn nên nhớ rằng một trong những đặc điểm có giá trị nhất của một người vợ samurai là sự vâng lời, và về cơ bản họ sẽ làm mọi thứ cho người chồng của mình, trong đó có cả việc đáp ứng tình dục 24/7. Các bà vợ sẽ tự tử nếu người chồng samurai của họ mắc lỗi lầm. Chúng ta thường thấy trên TV các samurai có nghi lễ tự mổ bụng của họ khi họ mắc phải sai lầm. Họ sẽ dùng một con dao nhỏ và rạch phần bụng ra trước khi chính thức bị chặt đầu. Mặc dù mổ bụng không phải là cách duy nhất để tự sát, nhưng nó là cách phổ biến nhất. Trong khi các samurai được tự mổ bụng để đem lại một chút danh dự cho bản thân, thì những người vợ của họ ở nhà cũng phải tìm đến cái chết. Như bạn đã đọc trước đấy, vợ của samurai là người rất vâng lời và có ít quyền hành trong cuộc sống. Thay vì mổ bụng, họ sẽ phải tự cắt cổ. Trước khi ra tay, họ sẽ buộc hai chân lại với nhau để khi chết sẽ nằm ở tư thế nghiêm trang. Tinh thần võ sĩ đạo. Các samurai không phải là các chiến binh đánh thuê mà là thuộc hạ của các lãnh chúa, tuân theo các giá trị luân lý được gọi là tư tưởng võ sĩ đạo Bushido. Bushido gồm một số các quy tắc không chính thức mà các chiến binh samurai phải tuân theo. Tinh thần Bushido đã thay đổi rất nhiều trong suốt chiều dài lịch sử của Nhật Bản và chỉ được viết ra cho đến tận thế kỷ 17, trong khi các samurai đã xuất hiện trước đó hàng thế kỷ. Đức tính đầu tiên của một samurai là phải trung thành với lãnh chúa của mình. Các chiến binh chiến đấu tới chết để bảo vệ chủ nhân của mình, thậm chí là tự tử nếu họ cảm thấy thỏa hẹn với chủ nhân. Môn thể thao ưa thích của họ là săn bắn gió. Mặc dù samurai chú trọng đến việc luyện tập kiếm đạo, nhưng họ cũng quan tâm đến việc sử dụng thành thạo một cây cung. Vì như vậy, nhiều samurai đã phát triển kỹ năng sử dụng cung bằng cách ngồi trên lưng ngựa và đuổi theo con chó và bắn tên. Theo thời gian, việc này trở nên phổ biến đến nỗi samurai và quý tộc Nhật Bản bắt đầu mở nhiều cuộc thi để chứng tỏ khả năng của mình. Tuy nhiên, bạn đừng quá thất vọng vì những mũi tên họ sử dụng đôi khi được nệm bằng cao su, khiến các chú chó không bị giết chết. Samurai quan hệ tình dục với các chàng trai thiếu niên. Trong khi có rất nhiều người mong muốn trở thành samurai, thì bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng phần lớn trong số họ đã từng quan hệ tình dục với một người đàn ông lớn tuổi hơn. Để hiểu rõ hơn, các samurai sẽ đào tạo những thiếu niên trẻ về cách chiến đấu. Sau đó, họ lấy những người học việc này làm tình nhân cho đến khi thiếu niên này lớn lên như một phần trong bản hợp đồng về tình huynh đệ. Tuy nhiên, những samurai này sẽ không làm điều đó nếu không được sự cho phép của đối phương, tức là những chàng trai trẻ tuổi. Samurai vô chủ, Ronin, những samurai vô chủ trở thành người lang thang đã xuất hiện trong nhiều bộ phim và khiến chúng ta hay mơ mộng về những điều lãng mạn. Tuy thực tế có hơi phũ phàng, khi samurai mất thầy hoặc bị làm nhục, thay vì nghi thức mổ bụng, họ sẽ trở thành Ronin, giống như một kẻ lang thang. Mặc dù bị coi là tầng lớp thấp của xã hội, nhưng họ vẫn cư xử giống như một samurai, chẳng hạn như coi kẻ khác là phế thải, từ chối làm việc cho những người có địa vị thấp. Do đó, nhiều Ronin đã trở thành vệ sĩ, lính đánh thuê và giết người vì tiền. Họ coi đó là công việc tốt hơn làm nông dân. Kabukimono. Kabukimono là những samurai lập dị và không có chủ nhân. Họ thường đeo những thanh kiếm dài bên sườn, mặc trang phục để kiểu tóc, hành động kỳ quặc. Các Kabukimono còn mang biệt danh là Hatamoto Yako. Trong suốt thời kỳ Tokugawa, một giai đoạn hòa bình ở Nhật Bản, vai trò của các samurai đã thay đổi và không còn quan trọng như trước. Một số kiếm sĩ đã trở nên tha hóa, biến chất và trở thành quân du thủ du thục.